Do lượng khách du lịch đến thành phố Đà Lạt tăng cao đột biến trong dịp nghỉ lễ, ngoài phương án tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện lưu thông hợp lý, an toàn đối với các tuyến đường giao thông trọng điểm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mong người dân, đặc biệt là người dân thành phố Đà Lạt chia sẻ bằng cách sử dụng các phương tiện xe hai bánh, hạn chế sử dụng ô tô cá nhân khi chưa thật sự cần thiết để ưu tiên không gian lưu thông cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương. Còn tại Đồng Nai, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã lập đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên nhiều huyện, thành phố trong tỉnh và những tuyến quốc lộ 51, 1A, quốc lộ 20 là điểm nóng ùn tắc. Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh sẽ phân luồng, tổ chức giao thông, giải quyết kịp thời khi có sự cố về giao thông tại các tuyến đường trọng điểm qua địa bàn tỉnh. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.